cô ơi, nè để đi cô ơi, tết về 30 tết về ha, 30 tây hả? Về sao nói lại với cô coi, 30 tây tất nhiên là 18 âm lịch có 17, 18 không? 18 âm lịch là liên quan nhóm mỹ thơ trưa nay là mời cô về chứ bác. Nhiều người cần gặp cô mà ta không có thời gian không, cô phải về. Các lẽ cây cổ thụ của nhóm à. Cô là cổ thụ không áo này, lớn được nhất quá. Mỹ thơ trời tại đầu năm á. Đâu có mấy năm trước cũng có mà. Không, trời ơi, không mà. Nói trời ơi. Chưa lần nào, phải lần này là lại biết sao anh lộn với cái cô gì vậy á, với cô Hồng Nguyễn, cô Hồng lộn với cô Hồng á, cũng chưa có lần nào với cái cô gì nữa, cái cô gì mà mày nào mày hay kêu đó Quỳnh Anh, không phải có cái cô nào lớn tuổi nữa, cái cô gì mình gặp bên quán cà phê Qua Viên á hả? Cô Nhân còn trẻ, còn một cô nữa cũng lớn tuổi như cô vậy nè. Hồng Nguyễn là chưa ba hợp nhóm lần nào mà. Cái cô nào mà mình gặp ở bên cà phê, bên cà phê Hoa Viên á. Cái đó là đâu phải tết đâu, cái đâu có không có tiệc là lại tiệc ở nhà chị thôi chứ đâu có phải tất niên. Phải tất niên. Vậy đó, đâu phải tất niên là mình lấy ai bạn đầu nhà chị dưới tổng tất niên có 2-3 bàn chỉ mời thôi, tất niên là nguyên nhóm đây Hồng Nguyễn cái dịp tết là làm Quỳnh Lệ Anh, anh Lễ Huệ, Hoàng Chí Hiếu, rồi sao rồi sáng tới giờ có ai đem kem khí về lại chưa? Trời lạnh tao nói đem ăn cảm mà giờ còn bánh mì. Ngày hôm qua Quỳnh Chí Hiếu nói là tôi đã có vợ rồi. Vậy có vợ rồi nha tụi bay. Có vợ rồi nha tụi bay. Có vợ rồi. Hả? Anh Bảy cũng có vợ rồi hả? Nãy đứng lên chiếc xe hơi vậy luôn. Vợ nha tụi bay. Vợ ra. Vợ lý tưởng của anh Bảy là đứng chung chiếc xe hoa. Cô Quỳnh Anh thấy chuyện Quỳnh Anh. Chị gọi thì được rồi chị. Sao mới xong vậy? Rồi.